Xin chào, tôi là Denise Juneau, Tổng Giám đốc học khu Seattle. Thật là một vinh dự cho tôi khi được lãnh đạo khu học chánh Seattle kể từ khi tôi bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 7. Tôi đã học hỏi và làm quen với các cộng đồng, các trường học và các em học sinh. Tôi biết rằng những điều tốt đẹp có thể xảy ra trong giáo dục công để hoàn thành tốt phải được dấn thân trong cộng đồng. Đó là lý do tại sao mà rất là quan trọng với tôi để dành thời gian học hỏi từ tất cả các bạn. Vì vậy, vào tháng 9 tôi đã bắt đầu các buổi tọa đàm với chủ đề lắng nghe và học hỏi. Mục tiêu của tôi là tạo dựng một mối hợp tác để mời những tiếng nói và quan điểm mới cho cuộc đàm thoại. Tôi muốn cảm ơn nhiều đối tác đã chào đón tôi đến Seattle và chủ trì nhiều cuộc họp cộng đồng. Cảm ơn vì đã mời tôi tham dự và chia sẻ những câu chuyện của các bạn với tôi. Trong 2 tháng vừa qua, 1.600 người tham gia đóng góp ý kiến trực tuyến và tôi đã gặp hơn 2.500 người từ các gia đình học và học sinh nói tiếng Quảng Đông tới hàng trăm nhà giáo, đến các cộng đồng đa dạng ở phía đông nam Seattle, tới những em học sinh nhỏ tuổi nhất tại El Centro de la Raza. Tại mọi nơi, tôi cũng hỏi cùng một câu hỏi: những điều quan trọng hoặc quan điểm nào mà tôi cần cân nhắc khi đặt ra các ưu tiên trong 3 năm tới cho học khu Seattle? Tôi đã nghe những điều gì là quan trọng nhất đối với bạn và những thách thức mà bạn muốn tôi giải quyết cùng với những hy vọng cho tương lai của học khu. Có một niềm mong muốn rõ ràng về sự nhất quán và khả năng dự đoán trước các hoạt động cốt lõi của học khu để học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường có thể thiết lập một kế hoạch và trao truyền chất lượng giảng dạy cao. Các mục như dịch vụ đưa rước, nhân viên nhà trường, đặc biệt là khi năm học bắt đầu, các dịch vụ bữa ăn tại trường và an toàn trong và ngoài khuôn viên học đường. Tôi nghe rất nhiều về sự công bằng và sự bình đẳng chủng tộc. Mặc dù chúng tôi có chính sách hội đồng hỗ trợ sự bình đẳng chủng tộc và rất nhiều việc làm tốt đang diễn ra trong lĩnh vực này, phản hồi từ các buổi tọa đàm đã nhấn mạnh rằng có sự hiểu biết thống nhất về cam kết của học khu, nhiều quan điểm khác nhau về cách xác định bình đẳng và một loạt quan điểm về những gì học khu nên làm để giải quyết những thách thức và sự chênh lệch cho sự cộng đồng hiện tại. Hỗ trợ học sinh cũng là một ưu tiên cao. Giáo dục đặc biệt xuất hiện trong mọi cuộc họp cộng đồng. Cũng có những mối quan tâm từ tất cả các người tham dự sẽ yêu cầu cân nhắc, nghiên cứu và xem xét. Cuối cùng, tôi cũng nghe nói rằng mọi người đánh giá cao cơ hội để chia sẻ ý tưởng và quan điểm của mình trực tiếp với tôi và mong muốn thực hành này được tiếp tục. Quan điểm và ý tưởng của bạn đã được đặt làm nền móng cho giai đoạn tiếp theo trong công việc của chúng tôi, phát triển kế hoạch chiến lược cho học khu. Vào tháng Giêng, chúng tôi sẽ lại yêu cầu các bạn cho ý kiến về bản thảo kế hoạch. Tôi mong muốn được làm việc chung sức cùng với các phụ huynh, học sinh và nhân viên để xây dựng các giải pháp cho nhiều thách thức và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh của chúng ta. Trường công lập Seattle cam kết tạo cơ hội cho mọi học sinh của chúng tôi trong thành phố để nhận được một nền giáo dục chất lượng cao. Cùng nhau, chúng tôi sẽ đảm bảo cho một tương lai tươi sáng và thành tựu cho các em, để các em sẵn sàng sống với ước mơ của mình.